First day, who cares? These toasted salmon. Ra ngoài ăn quá, mình order để ăn bên nhà nè. Mà quên dặn lấy muỗng nĩa, không có muỗng nĩa ăn không bịt thì không nè cả nhà. Cái này là hải sản sống trộn. Cái này canh, hình như là heo nấu lá giang hay vậy anh. Oh, my brother's recommendation is a cheese toastie at 7-Eleven. So here we are. We're going to try the famous cheese toastie at 7-Eleven. Okay. The first bit of food. Ham and cheese. I want to try this one. Coconut. He said cheese toast. Right. Oh, cheese, here we go. Cheese toast sandwich, here we go. Oh, this is it, Shannon. The cheese toasted sandwich. Let's put our cheese toasties toasted, alright? Now, is that heavy? Bloody hot. Is that heavy one? Yeah. Can I try? Oh my god! Oh shit! Oh. I don't want any. They're hot. Give her another. They're hot. They're sweet. It's sweet. Very sweet. Oh. How is Henry? Henry, how are you? Stop. Good. Come on. I don't hold my flower what Henry gave me. Come on, that's bụng. Yeah, it's hot though. Hang on. I'll drum it on there. There! Ham and cheese on this one. Really, really hot. Mà tới... It's really hot that one, darling. That's exactly. I'll have a later one to get back. Can I try? They're really hot, yeah. This is yummy. Can I try? No, not now, no. You're gonna have some properly. Yeah, trung tâm mua sắm này nè là cách cái đường đi bộ ba tuần á khoảng chừng 5 phút và cả nhà, và nó kết hợp giữa ba cái trung tâm mua sắm lại với nhau cho nên nó là rất là lớn luôn. Ở trong này á thì có khu vực ăn uống nè, mình có thể trải nghiệm những cái món ăn kiểu như đường phố của Thái, ở trong này cũng có. Trưa nay á thì gia đình quanh chọn một nhà hàng Thái nằm ở trung tâm mua sắm này luôn. Ở đây á thì ăn cũng được cả nhà. Món ăn á thì trưng bày cũng khá là đẹp mắt, nhưng mà quanh thấy thì cái vị nó kiểu như là nó không có kiểu quá Thái Lan á, những cái vị rất là đơn giản luôn, chủ yếu á là cho người Tây có thể ăn được. Quanh á thì quanh thích ăn những món nào mà đậm vị Thái Lan hơn một tí xíu, nhưng mà đi với ba cha con mà mình phải chiều ba cha con đó thôi. Tối nay á thì mình sẽ tự ăn những cái món mình thích. Quá, đi ra ngoài ăn quá, mình order để ăn về nhà nè. Mà quên dặn là lấy muỗng nĩa, không có muỗng nĩa ăn trong bịch thì không nè cả nhà. Cái này là hải sản sống trộn. Cái này canh. Hình như là heo nấu lá giang hay gì đó, nhưng mà mặn lắm. Đây là thịt heo nướng. Đây là thịt heo bằm. Cơm. Sao ăn hết được. This would go to this, huh? This would go with the dry. What? That's I don't know. Hello cả nhà. Bây giờ thì gia đình quanh đang ăn tối ở một quán gần tại bãi biển Ba Tông. Nghe con, nói chung là cũng khá dễ thương.
same color hả? Ok. Đây, bãi biển ngoài kia. Bãi biển Ba Tòn cũng khá là rộng á. Hồi sáng thì quên ở đầu bên kia. Bây giờ xuống đầu bên này. Khách sạn quanh giờ gần ở dưới đầu dưới này. Thank you. Ôi, sao bé ơi? Ok, để coi đây là cái chỗ này là Signature Coffee hay Spa gì đó, nhưng mà ở đây là cũng là một cái khách sạn luôn. It's different. How it check me look? These ones they come from Thai. What language from Thai too? But when they bring to overseas, they put something in a coconut. It's like different. Oh, it's not different. What? It's not different. Thank you. Maybe they put something in there too. It's not like fresh, not like the one big from the tree. But you take at my home, different. They don't have the flavor, that right? But I like it hard, though. This. Ah, just too hot. I love a sharp one. Oh, you better. But like when they put some chemical in, the flavor different bit. That's why I don't like it. I just love the homegrown one. The best. The best, the best, the best sandwiches. So my favorite. How what's that thing? What's the big on? So we got coconut juice. Have a look. Then pop up. Have it come. Have you come look at it? Pop up. Yeah. No, don't do that. Them are our favorite straws, Harry. Go up. Any straw is a ball. And down. That's fine. Đây là bản đồ bãi biển Ba Tòn cả nhà. Thì cái khách sạn lúc trước mình ở đây thì cái đường này là cái đường Ba Tòn dòng phố đi bộ ở Việt Nam nè. Thì ở chỗ này thì có rất là nhiều cái con đường lớn này nè, con đường lớn này có rất là nhiều quán ăn luôn. Con đường lớn này nè cả nhà, rất là nhiều quán ăn luôn ha. Thì bãi biển mình stay ở đây, bây giờ nhà Quanh xuống đây. Nhà Quanh đang ở khách sạn ở trên này. Xong trên là đầu này nè. Đó. Cho nên nếu mà cả nhà thuê khách sạn mà để tiện di chuyển á thì cả nhà thuê ở khu vực này khá ổn nè. Đây thì nó không có gần với cái đường này quá thì nó không có ồn. Chỗ này khách sạn này Quanh chọn nó rẻ và nó rất là đẹp. Phòng ốc rất là đẹp, gần shop, gần chợ nữa. Ở đây có khu chợ nè, khu đây có khu chợ hải sản nè. Chợ hải sản và chợ ban đêm nữa. Cho nên đó là mọi người ở đây đi xuống đây đi ăn chợ đêm cũng rất là ngon, nhiều món ăn lắm đó, rất là tiện luôn. Mình thấy khu vực này là ok nhất nè. Đây Quanh có này là chặt sữa thái xanh. Chọn Quanh uống cà phê caramel ạ. What is that? Coffee and caramel? Alright, caramel coffee. Giống như cà phê muối vậy cả nhà. Đây là có cái này là miếng hả? Đúng rồi. Này miếng. Thank you. You guys up, mommy. You guys up. Look. When you pull this up, you guys like up. Okay. Right on. Tell me. Bãi biển Ba Tòn chiều tối. Cái này đồ cuối của bãi biển Ba Tòn cả nhà. Gì con? Sao con? Có xin một firework hả? Fancy hả? Tại vì là firework nhỏ quá đâu thấy gì đâu. Khúc ở dưới này thì vắng cả nhà, không nhộn nhịp bằng khúc trên. Tại khúc trên là có cái Ba Tòn Street á.
Lúc này thì nó nhẹ nhàng hơn, nó dịu dàng hơn, nó không có sô bồ. Ở trên kia thì nó hơi sô bồ. Ở đây nè, khách sạn rất là nhiều, khách sạn cặp cặp biển nè. À, khách sạn cặp cặp biển đường này nè, nhiều lắm, nhưng mà nó cũng không có mắc lắm đâu. Ai muốn nhẹ nhàng thì vô khu vực này. Đây cũng là một khách sạn phía sau anh nè. Mà bên này ngọ, bên này mấy cái xe Grab á, chạy xe van dữ lắm nha. Toàn là xe bự cơ mà. Grab bình thường là van. Chừng nào những cái Grab mà nó có cái có giống mấy trang như là mũi tên xét vậy đó, thì là nó là xe nhỏ bình thường. Xe nhỏ bình thường thì rẻ hơn nhiều. Gì con? Ok, let mommy ask how much. Ok. Yeah, we go 7-Eleven. You need anything? I need anything for tonight. Need stuff today, like. I just get water, Sophie. Come on, Sophie. And two Coca, finish. Okay. Hello, Daddy. I said the car. Where we are now, darling? The market. Here we are. The market. The market. You chop, the chop, chop, chop. And we eat food. And we go back to bed. Hiện tại thì gia đình quanh đang ở cái này gọi là gì, My Name hả, Market hả, đây ở gần chỗ khách sạn luôn, rất là đông. Ok, giờ mình đi vô đây mình kiếm gì mình ăn nha. Đông vui nha, đông vui nha. Thôi nè, con cá đây. Bây giờ con tìm cái gì cho con ăn đi nha Henry ơi. Con quên cái cá lấy barbecue bạn rồi mà. Gom rau này. Henry đi con. Cho về em. There's a lady. Ribs are easy to eat. Đây là gà chiên. Con muốn ăn gì lẹ? Chicken or noodle? Hả? Ok. You want bashi you? Ồ, chiên giò. Hả? You want the meat? Barbecue meat? I'm not one at a time. Okay. I don't know. You want some drink? You want juice? I tea, the lemon. Don't blend the food. You not drink with that. I just want orange. Blending. Chồng anh lắm đang mua trái cây. Sao con muốn mỏi chân như mấy con cá hả? You want to look hả? You want con cá hả? Đâu có mua con cá được.
Chừng nào về đi mình lấy ha. Quá trời đông vui cả nhà ơi. Gì? Ồ, so cute vậy. Đây. Ôi, đồ ăn của tôi xong chín rồi. Thank you. Ừ, mình có đồ ăn rồi nha. Que chồng tôi đâu rồi? Bây giờ lấy steak ở chỗ này. Ủa đâu rồi? Chồng tôi ngồi lúc nào mà mọi người? À, bên đây này. Mày chín chưa? Oh, I'm ready? Not yet? 2 minutes? Okay. Đi qua lấy đồ. Thank you. Có đồ ăn rồi. Và trái cây cũng ngon nè, cả nhà. Oh, it's not too bad. It looks good. The steak, it looks good too. Not good, not bad. I'll just take you out. Huh? The music. Boom, 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 boom. Tạm biệt Phuket, gia đình quanh đi về Việt Nam đây. Bye Thailand. Bye bye Phuket. Sân bay tưởng đâu vắng, nhưng cũng đông quá nhở. I don't know, let me check. Sân bay Phuket mình tưởng đâu là nó sẽ nhỏ nhưng mà không như cả nhà. Nó rất là bự nha. Và nó bán rất là nhiều đồ nữa. Để đi nào bạn. Bán rất là nhiều đồ luôn. Nó còn nhiều hơn là sân bay quốc tế Việt Nam của mình nữa. Cảm giác nó nhiều hơn luôn. Vậy mà hồi nãy nó là chắc là cũng nhỏ thôi. Nó nhiều mà nó đông nữa chứ. Trời ơi, bây giờ chơi vậy đó hả?